Diệp Hàn tiếp tục diễn vẻ tức giận chỉ tay vào hắn ta mắng, Ninh Phong, lại là cậu. Hắn ta khoanh tay hách dịch thách thức, sao nào, không phục, tên nhà quê, tôi nói cho cậu biết. Cậu dù có trả giá bao nhiêu, thì bổn thiếu ra đây cũng sẽ trả giá cao hơn cậu gấp đôi, cậu dám thử tranh với tôi xem. Diệp Hàn liền bỏ tờ đấu giá vào thét, lấy được miếng nguyên thạch này, cũng đồng nghĩa với việc lấy được 100 triệu Mỹ Kim và một khối nguyên thạch khoáng mạch, liều thôi, tôi ra giá 200 triệu. Ninh Phong lập tức giơ bốn ngón tay, ra giá gấp đôi, 400 triệu. Hắn tự tin bảo, Muốn đấu tài lực với tôi, có 10 người như cậu cũng không đủ." Diệp Hàn ra vẻ tức tối nói, "Chết tiệt, tôi chỉ mang theo tiền vốn khoảng 300 triệu, Ninh Phong, cậu cũng quá tàn độc rồi, miếng nguyên thạch này, tôi không thèm cho cậu tất." Nói xong, cậu liền quay người bảo Côn Tang, "Chúng ta đi." Côn Tang thấy thế thì sốt sáng khuyên nhủ, "Đừng mà Diệp lão đệ, cậu không có đủ tiền, tôi có thể cho cậu vay trước." Diệp Hàn nghe vậy liền từ chối đáp, "Không được, lần này là bài kiểm tra năng lực mà Chu lão gia dành cho tôi, không thể mượn sự hỗ trợ từ người khác." Ninh Phong kia vẫn không biết mình sập bẫy, hắn hết mũi già lên cười lớn đầy đắc ý. Diệp Hàn, tôi cuối cùng cũng có lần thắng cậu. Thuộc hạ bên cạnh hắn ta đột nhiên kéo áo hắn nhắc nhở thiếu gia, hình như có chút gì đó không đúng lắm. Thiếu gia nhìn bên kia đi. Nghe vậy, Ninh Phong lập tức dừng cười lại nhìn. Làm sao? Bên đó, Diệp Hàn vẫn thái độ giả vờ y hệt lúc nãy. Cậu lại chỉ vào một nguyên thạch cố tình nói lớn. Bên ngoài miếng nguyên thạch này có chút hơi đen, đoán khi bổ ra sẽ có ánh sáng trắng phát ra. Bên trên còn có hình hoa tùng. Lớp vỏ bên trên có chút nấm lớp vỏ phía dưới lại có chút đục đục đoán chắc là đầu cổ bên trong tuyệt đối là cực phẩm tên fujiwa ra lập tức xen ngang cậu chốt giá 400 triệu diệp ngốc muốn đấu tài lực với tôi 10 người như cậu cũng không đủ khoáng mạch lần này chắc chắn thuộc về tôi diệp hàn lại nghiêm mặt giả bộ bất mãn nói đáng tiếc lần này tôi chỉ mang theo 300 triệu fujiwa ra ông thật nham hiểm miếng nguyên thạch này tôi không thèm cho ông đấy nói xong cậu lại tức tối bỏ đi ninh phong nhìn một màn này thì toát cả mồ hôi con mẹ nó lẽ nào diệp hàn diễn tới nghiện cậu tiếp tục chỉ tay vào một viên nguyên thạch khác, vẫn lời thoại như cũ, khiến cho côn tăng theo sau có chút cạn lời. Bên ngoài miếng nguyên thạch này có chút hơi đen, đoán khi bổ ra sẽ có ánh sáng trắng phát ra, bên trên còn có hình hoa tùng, lớp vỏ bên trên có chút nấm, lớp vỏ phía dưới lại có chút đục đục, đoán chắc là đồ cổ, bên trong tuyệt đối là cực phẩm. Lần này, người xen ngang là Quách Vân Tiêu, hắn ta ra giá lặp lại y như hai người trước, 400 triệu. Diệp Hàn, muốn đấu tài lực với tôi, 10 người như cậu cũng không đủ, khoáng mạch lần này chắc chắn thuộc về tôi. Diệp Hàn theo kịch bản cũ bày tỏ đáng tiếc lần này tôi chỉ mang theo 300 triệu. Fujiwaza, Ra, ông thật nham hiểm. Miếng nguyên thạch này tôi không thèm cho ông đấy. Hai người lại rời đi. Côn Tăng một bên có chút không hiểu mà thầm thắc mắc đây rốt cuộc là chuyện gì vậy. Fujiwa Ra gãi đầu tự độc thoại gãi câu nói này hình như tôi từng nghe ở đâu đấy rồi. Thuộc hạ của Ninh Phong bấy giờ khẳng định thiếu ra, chúng ta lại bị hắn chơi kham rồi. Ninh Phong tức giận tới méo mó mặt mày nói không cần phải nhắc tôi sớm đã nhìn ra rồi. Quách Vân tiêu không biết mình bị lừa vẫn đắc ý hết mặt lên trời cười lớn mỉa mai diệp hàn cậu cũng có ngày hôm nay diệp hàn đi xa khỏi hắn bụng miệng cười bảo đúng là mấy tên ngu ngốc quá dễ lừa đi côn tăng bây giờ cũng hiểu được cậu đã làm gì cậu ta ghé sát tai diệp hàn cười thầm nói diệp lão đệ cậu hóa ra là đang chơi khăm bọn họ chiêu này cũng quá là nham hiểm đi hai người khoác vai cười nói vui vẻ đúng lúc này một người đi tới nói bằng giọng mỉa mai rô đây không phải là côn tăng sao người này là nguyên hồng thiếu gia của nguyên gia là một trong tứ đại gia tộc Hắn ta cười nửa miệng khinh thường hỏi: "Cậu vẫn còn có tâm tư, thong dong đi ngắm đá quý sao?" Côn Tang thấy hắn ta lập tức cau mày gần giọng: "Nguyên Hồng, cậu có thể tới, thì tại sao tôi lại không thể tới?" Nguyên Hồng đi tới vỗ đều vai Côn Tang, hắn cười nhạt nhắc nhở: "Không phải cậu đã quên vụ cá cược giữa hai đại gia tộc chúng ta rồi chứ? Các người nếu như thua, thì toàn bộ khoáng mạch của công gia sẽ thuộc về Nguyên gia chúng tôi." Một người đàn ông khác đi tới đặt tay lên vai Nguyên Hồng đảm bảo: "Nguyên thiếu gia yên tâm, có vinh phàm thằng tôi, một trong bảy đại sư đá quý Đông Nam Á ở đây." khoáng mạch côn ra cứ chờ đổi thành họ nguyễn đi nói xong ông ta cùng nguyên hồng liền đắc ý cười lớn diệp hàn thấy thế bèn ghé tay côn tăng thì thầm hỏi tên mặc bộ âu phục trắng muốt đó là ai tại sao có thể khoa trương như vậy côn tăng dù đang tức giận nhưng vẫn kìm giọng giải thích sản nghiệp nguyên thạch ở đây do tứ đại gia tộc nắm giữ bao gồm ba côn nguyên và yên hắn chính là người thừa kế của nguyên gia hai gia tộc chúng tôi vẫn luôn trong tình trạng bất hòa cách đây không lâu trong tộc khoáng mạch có một vụ cá cược ai ngờ bọn họ trong lúc đang diễn ra vụ cá cược cố tình gây khó dễ cho gia tộc chúng tôi, khiến chúng tôi không thể mời nổi dù chỉ là một cao thủ. Nghe vậy, Diệp Hàn liền vỗ vai cậu ta trấn an, không phải chỉ là một vụ cá cược thôi sao, Côn Tang anh yên tâm đi, tôi giúp anh. Diệp Hàn nhớ lại, Côn Tang đã giúp đỡ mình nhiều lần như vậy, vụ cá cược này, mình nhất định phải giúp anh ta thắng. Hai người kia nghe vậy thì lại được dịp cười chảy cả nước mắt, Nguyên Hồng khinh thường bảo, ngươi là cái thá gì, có tư cách mà đòi đánh cược với bọn ta. Vinh Phàm thăng chỉ vào Diệp Hàn mỉa mai, người trẻ tuổi còn quá ngông cuồng, thiếu kinh nghiệm, đây rõ ràng là chưa nếm qua mùi đau khổ bao giờ diệp hàn hư lạnh một tiếng cậu thách thứ nếu các người đã tự tin như vậy chi bằng chúng ta cược một ván đi đặt 300 triệu làm tiền cược cược tôi có thể lấy được phần thưởng cao nhất hay không thế nào nguyên hồng nghe vậy thì nở một nụ cười nửa miệng hắn ta đưa tay vuốt tóc đáp cược thì cược ta sợ người chắc ta không giống tên tiểu tử côn tăng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó đá quý ta cũng biết hơn nữa ta nhất định có thể thắng người hắn ta cười nham hiểm toan tính nghe nói lần này có thể âm thầm báo giá có thể khiến người khác không biết mình báo giá bao nhiêu chỉ cần mình dẫm chết diệp hàn bất luận hắn báo giá bao nhiêu mình chỉ cần gây áp lực lên hắn dựa vào số tiền hiện có của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình hắn cùng diệp hàn ánh mắt tóe lửa nhìn nhau diệp hàn nói được vậy một lời đã định nguyên hồng đắc ý nghĩ tiểu tử thối xem ta có chơi chết ngươi không những người xung quanh hóng chuyện bắt đầu bàn tán nếu như là các buổi đấu giá bình thường diệp hàn có khả năng thắng rất cao nhưng nếu như là âm thầm ra giá quy tắc này thực sự có lợi cho nguyên hồng chỉ cần Nguyên Hồng cố ý báo giá liên tục, gây sức ép cho Diệp Hàn, bất luận thế nào, người thắng cuối cùng cũng là hắn. Đúng vậy, về xuất thân và gia thế, thì Diệp Hàn khó mà so sánh được với đại thiếu gia Nguyên gia. Nguyên Hồng chỉ tay vào người Diệp Hàn chất vấn: "Tiểu tử, còn khoảng 10 phút nữa, thời gian lựa chọn nguyên thạch sẽ kết thúc, ngươi đã chọn xong chưa?" Diệp Hàn bấy giờ ngu ngơ gãi đầu bảo: "Ngươi không nói, thì suýt chút nữa ta đã quên." Diệp Hàn như cũ chỉ vào một viên nguyên thạch cảm thán: "Bên ngoài miếng nguyên thạch này có chút hơi đen, đoán khi bổ ra sẽ có ánh sáng trắng phát ra." Bên trên còn có hình hoa tùng, lớp vỏ bên trên có chút nấm, lớp vỏ phía dưới lại có chút đục đục, đoán chắc là đồ cổ, bên trong tuyệt đối là cực phẩm. Đám người nghe xong câu này của cậu thì cạn lời, tức giận tới hộc máu ngã ngửa, vãi nhái. Nguyên Hồng tức tối quát, khốn kiếp, chiêu này ngươi đã dùng ba lần rồi, thật sự coi ta là thằng ngu sao, ta tuyệt đối không trúng kế của ngươi. Ba người mà hắn bảo chúng kế không ai khác ngoài Ninh Phong, Quách Vân Tiêu và Fujiwaza, ba bọn họ ngoái mũi nghiêng đầu cùng thắc mắc, hắn đang nói ai là thằng ngu, có lẽ không phải chúng ta đâu nhỉ? ta là tinh anh của đế quốc đó nha diệp hàn chỉ tay vào viên nguyên thạch khẳng định các người không tin sao trong đây thực sự có phỉ thúy đó nói rồi cậu bỏ tờ phiếu báo giá vào thùng đám người kia vẫn không tin cậu họ làm mặt xấu giơ ngón giữa bảo ta nhổ ngươi coi bọn ta là lũ ngu sao tin ngươi cái con khỉ ai báo giá có ai mà không biết bộ dạng ngu ngốc của ninh phong đúng bọn ta chết cũng không báo giá miếng nguyên thạch này diệp hàn thấy vậy thì nhún vai nói lại không thành tin thật đáng tiếc côn tang chúng ta đi xem nguyên thạch khác đi Diệp Hàn bên ngoài không tỏ thái độ gì mà bĩnh tĩnh bước đi, nhưng bên trong nội tâm lúc này, cậu không ngừng đắc ý cười lớn. Một đám ngốc, phỉ thúy trong miếng nguyên thạch đó có giá trị cao nhất tại hiện trường, đã được ta ấn chọn rồi. Nguyên Hồng lập tức thúc giục, đi, dìm chết tên tiểu tử này, bất luận hắn ra giá với miếng nguyên thạch nào, chúng ta đều phải ra giá gây áp lực với hắn. Vĩnh Phàm Thăng nghe vậy thì nịnh nọt, Nguyên thiếu quả nhiên là cao thủ, tiểu tử này thua chắc rồi. Sau một hồi, người dẫn chương trình cuối cùng cũng lên sân khấu thông báo, các vị khách quý, trải qua quá trình bổ đá, thẩm định, và đánh giá miếng đã có giá trị cao nhất hôm nay đang nằm ở đây mọi người có kích động không đám người lập tức phấn khích hô hào phần thưởng cuối cùng nhất định là của tôi cái rắm tôi mới là chủ nhân của phần thưởng cuối cùng báo giá của tôi nhất định là cao nhất lần này tôi thắng chắc rồi nguyên hồng quay sang vĩnh phàm thăng thăm dò sao rồi đã dìm chết diệp hàn chưa ông ta lập tức ra hiệu ok đáp yên tâm đi nguyên thiếu nguyên thạch mà diệp hàn nhìn chúng chúng ta đều báo giá cả rồi đảm báo giá chúng ta đưa ra tuyệt đối cao hơn hắn chúng ta đã nắm chắc một thắng cuộc rồi nghe vậy nguyên hồng hài lòng hắn liếc nhìn diệp hàn nghĩ thầm loại trẻ danh mà cũng đòi đấu với ta xem ngươi lần này chết thế nào diệp hàn thong dong móc mũi nói đồ công tử bột ngươi nhìn cái gì mà nhìn chi phiếu 300 triệu ngươi đã chuẩn bị xong chưa nguyên hồng tức tối hét lên chuẩn bị cái đầu ngươi hắn chỉ tay vào cậu tự tin khẳng định lần này ngươi thua chắc rồi ta việc gì phải chuẩn bị diệp hàn cười thầm trong đầu nghĩ rất muốn nhìn thấy sau khi kết quả được công bố nguyên hồng sẽ có biểu cảm gì cậu đáp lại lời hắn ồ vậy cứ chống mắt lên mà coi Đám người khác thấy bộ dạng tự tin của cậu thì bàn luận, thời gian đã tới, Diệp Hàn còn giả vờ ra vẻ tay đây cái gì, ta thấy 300 triệu đó của hắn, thua chắc rồi. Tiểu tử không có người hậu thuẫn phía sau như hắn, làm sao có thể đấu lại thiếu gia của Nguyên gia. Người dẫn chương trình lật mở chiếc khăn trùng đỏ lên công bố, nguyên thạch có giá trị cao nhất lần này, chính là miếng băng trùng tử La Lan này. Chiếc khăn đậy mở ra, bên trong nguyên thạch là một viên đá màu tím sáng lấp lánh. Đám người phía dưới nhìn mà ánh mắt phát sáng cảm thán, trời ơi, băng trùng tử La Lan, đây là vật phẩm quý giá tuyệt thế thật ngưỡng mộ, không biết là tên gia hỏa nào may mắn như vậy. một miếng băng trùng tử la lan nhỏ thôi, đã có thể bán với giá vài nghìn vạn rồi. miếng trên sân khấu ít nhất cũng phải có giá trên trăm triệu. người dẫn chương trình tiếp tục hướng tới hộp báo giá nói, tiếp theo xin công bố vị khách may mắn giành được phần thưởng cuối cùng của buổi đấu giá lần này. anh ta từ chiếc hộp lấy ra một tờ phiếu, sau khi đọc thì không khỏi ngạc nhiên, thật kỳ lạ, sao bên trong hòm phiếu chỉ có một người báo giá? nghe vậy, đám người phía dưới đặc biệt là nguyên hồng sừng sốt, chỉ có một người báo giá, đùa kiểu gì vậy? lẽ nào là? người dẫn chương trình giờ tờ phiếu lên thông báo, không sai, vị khách may mắn đó chính là Diệp Hàn tiên sinh. Nguyên Hồng bịt chặt tay chửi thề, ngọa tào, Vinh Phàm thăng há hốc cả miệng như không tin nổi, chuyện này không thể nào. Côn Tang không khỏi vui mừng cảm thán, thật sự miếng đá đó là do Diệp lão đệ chọn. Diệp bấy giờ cười vui vẻ lên tiếng nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn người tổ chức buổi đấu giá, tôi thực sự quá may mắn rồi. Những người khác tức tối, vừa ném đồ vừa chửi mắng cậu, Diệp Hàn ngươi là tên khốn kiếp, lừa tất cả bỏ ta. Tiểu tử thối, Diệp Hàn ngươi còn có lương tâm không hả? đồ thối tha mặt dày thế mà còn không biết xấu hổ lên sân khấu nhận thưởng cút xuống cho ta nguyên hồng tức giận nghiến răng hắn ta vội vàng thúc giục chết tiệt chúng ta đi thôi đúng lúc định quay người đi côn tăng cùng anh em của mình đã chặn bọn hắn lại hỏi nguyên đại thiếu gia muốn đi đâu những người anh em cơ bắp cuồn cuộn chất vấn 300 triệu của người anh em diệp hàn của ta còn chưa thấy ngươi trả đâu nguyên hồng sợ tái cả mặt lắp bắp các các ngươi muốn làm gì ta ta đường đường là thiếu gia của nguyên gia dám đụng vào ta các ngươi chán sống rồi à những vị anh em cơ bắp tiếp tục gồng mình quát ai thèm quan tâm ngươi là ai dám quyệt nợ đánh chết ngươi đội chiến cơ bắp hành động tức thì họ lao vào hai người nguyên hồng và vinh phàm thăng đánh đấm túi bụi côn tăng tức giận mắng còn giả vờ ta đây về cái chết thứ ba của hắn đi nguyên hồng bị đánh cho sợ mất mật vội vàng kêu lên đừng đánh nữa tôi trả được chưa vinh phàm thăng chơi với khóc dòng cầu xin chuyện này không liên quan tới tôi tại sao lại đánh cả tôi một một hồi hỗn chiến nguyên hồng và ông ta bầm dập nằm trên đất côn tăng cũng đạt được tấm chi phiếu mà quay người bước đi cậu ta đưa nó cho Diệp Hàn bảo, Diệp lão đệ, chi phiếu 300 triệu thắng cực của cậu đây, tôi giúp cậu đòi nợ rồi. Diệp Hàn đáp, đa tạ đại ca Côn Tang. Nguyên Hồng đứng nhíu mày nhìn, trong lòng nghiến răng tự nhủ, Diệp Hàn, Côn Tang, vụ cá cược tối mai, ta nhất định sẽ khiến hai người chết thê thảm. Hôm sau, tại một căn phòng, trên chiếc bàn đặt đủ các loại trò chơi từ xúc sắc, bài tây đến mặt trược. Hai nhà côn, Nguyên ngồi ở hai phía đối diện nhau. Gia chủ Nguyên gia, Nguyên Sơn Hà cười chế giễu hỏi, Côn Hiền, người côn gia các ngươi phái tham gia vụ cá cược này, tại sao còn chưa đến không phải là không tìm được người đó chứ gia chủ côn gia côn hiền nhăn mặt đáp nguyên sơn hà ngươi đừng tưởng ở sau lưng giở trò dơ bẩn thì có thể đạt được ý đồ của mình sản nghiệp của tô tiên côn gia ta tuyệt đối sẽ không để rơi vào tay ngươi nghe vậy nguyên sơn hà cười đầy xảo trá bảo khẩu khí cũng lớn quá nhỉ ông ta nghĩ thầm các cao thủ ở đông nam á đều đã bị ta mua chuộc cả rồi côn gia vốn dĩ là không còn ai có thể mời tham gia ông ta đưa tay ra giới thiệu vinh phàm thăng một cách đầy khoe khoang nguyên gia bọn ta đã mời tới vinh phàm thăng tiên sinh một trong bảy người giỏi nhất giới đá quý ở Đông Nam Á, ta thật sự muốn xem xem các ngươi có thể tìm ai thắng được Vinh Tiên Sinh đây. Vinh Phạm Thăng vẫy tay tươi cười chào hỏi, ông ta tự tin đảm bảo, Nguyên Tiên Sinh yên tâm, trận đấu này tôi nhất định thắng. Đúng lúc này, ngoài cửa vọng lên tiếng nói, tôi có thể thắng hắn. Người nói không ai khác là Diệp Hàn, hôm nay cậu thay bộ vest bảnh bao, tóc phút keo đầu anh tuấn tiêu sái, theo sau là Côn Tang, cùng vài người cung cấp hiệu ứng hoa và âm nhạc. Diệp Hàn ngậm chiếc tâm tự giới thiệu, thần trong giới đá quý đang ở đây. Nguyên Sơn Hà thấy cậu thì tức nổ mắt tự hỏi, tiểu tử này, từ đâu chui ra? Cô gia chủ thì nghi ngờ nghĩ, đây chính là cao thủ mà côn tang mời tới sao? Nguyên Hồng tối mặt nhìn, còn không phải là Diệp Hàn sao? Hắn sao lại ở đây? Vinh Phạm thăng toát mồ hôi hột, gương mặt thất thần hoảng hốt, anh, anh phát. Diệp Hàn phất chiếc áo tràng, chỉ tay vào Nguyên Sơn Hà tự tin tuyên bố, hôm nay, các ngươi thua chắc rồi. Gia chủ Nguyên gia nghe vậy thì tức tối quát, cậu coi bọn này là mấy tên ngốc sao? Đổi quần áo, mặc âu phục, lại còn loa đài ẩm ý, mời cả người giải hoa cậu thật sự nghĩ mình là thần trong giới đá quý sao dứt lời âm thanh từ cái loa bỗng nhiên bị nhảy sang lời khác thu mua đồ điện cũ hỏng giá cao tivi tủ lạnh máy giặt cũ người bê loa giật mình bối rối ế tại sao lại đổi nhạc rồi không phải hỏng rồi chứ người giải cánh hoa cũng lên tiếng hỏi ông chủ cánh hoa không đủ có mua thêm không nếu nhân tóc đỏ của côn ra lên tiếng của trách côn tang đây chính là cao thủ mà anh tìm tới sao hắn tới đây để làm trò hề chắc thanh niên đứng đằng sau cô ta cũng đồng tình nhắc nhở côn tang Chuyện đánh cược này liên quan tới vận mệnh gia tộc, đừng gây rối nữa, mau đuổi tên gia hỏa này ra ngoài." Gia chủ Côn gia tối sầm mặt chất vấn, "Côn Tang, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lúc này, Nguyên Sơn Hà bật cười đứng dậy, ông ta vừa hút điếu thuốc vừa khinh thường nói, "Côn gia các người thực sự là cùng đường bí lối rồi, thế mà lại tìm tới một tên gia hỏa kém cỏi như này, ta thấy vụ cá cược này, không cần tiếp tục nữa rồi." Diệp Hàn nghe vậy thì nở nụ cười hỏi, "Tại sao lại không cần tiếp tục?" Cậu sau đó đập mạnh xuống bàn, những lá bài theo đó mà bay lên. Diệp Hàn trong những lá bài đang bay đó liên tục cầm lấy bốn quân bài. Khi cậu xòe ra, bốn cây bài đều là cây át, cậu cười khiêu khích bảo, hay là các người tự nhận thua rồi. Đám người côn gia cùng nguyên gia trông thấy một màn này thì không khỏi kinh ngạc. Những người đến làm trọng tài thì tròn mắt thốt lên, hắn thế mà có thể tìm được bốn lá bài át trong một đống bài rơi xuống, hơn nữa, hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn những lá bài đó. Cậu thanh niên này, thực sự cũng có chút bản lĩnh. Côn Tăng lên tiếng cầu xin, "Bố, xin bố hãy tin con, Diệp Hàn tuyệt đối có thể đại diện cho côn gia chúng ta chiến thắng trận cá cược này." Côn Hiền gia chủ im lặng vài giây, sau đó ông liền dứt khoát đồng ý, "Được." Ông đứng dậy, chắp tay hành lễ với Diệp Hàn bày tỏ, "Tiểu bằng hữu Diệp, sản nghiệp của Côn gia tôi, xin chăm sự nhờ cậu." Diệp Hàn thấy vậy thì nở một nụ cười ngụ ý bảo ông cứ tin tưởng mình. Vinh Phàm thăng phía sau lên tiếng mỉa mai, nói khoác mà không biết ngượng. Nghĩ mình biết mấy món nghề ảo thuật với poker thì có thể hô mưa gọi gió sao? Lúc lão phu tung hoành ngang dọc khắp nơi, tiểu tử ngươi còn đang mặc bỉm. Diệp Hàn đen mặt, cậu đập tay xuống bàn bảo, nói ít thôi, thắng thua của vụ cá cược hôm nay, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vinh Phạm Thăng nhún vai tự tin đáp, cậu muốn cược thế nào? Tất cả các cách cược tôi đều đã quen thuộc, tùy cậu lựa chọn. Diệp Hàn lập tức đặt một tấm thẻ đen xuống nói, vậy thì cược xem xúc sắc to nhỏ đi. Có điều nếu chỉ cược đơn thuần như thế, sẽ không kích thích. Trong chiếc thẻ ngân hàng này của tôi có 10 tỷ, tôi đặt toàn bộ, một ván phân định thắng thua, có dám chơi không? Vinh Phạm Thăng chìm trong suy nghĩ, tổng cộng có ba con xúc sắc, cho dù hai người bọn ta đều xúc ra ba con sáu, nhiều nhất cũng chỉ hòa mà thôi, ta không thua được, hơn nữa ta còn có chiêu đó. Nghĩ vậy xong, ông ta cũng đặt một tấm thẻ xuống chấp nhận cá cược, cược thì cược, nếu cậu đã muốn tặng tôi nhiều tiền như vậy thì tôi đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Vòng 1, thi xúc sắc, trận đấu giữa tay cờ khu vực Nam Á và sát thủ viện dưỡng lão, bắt đầu. Vinh Phàm thăng cầm lên lon xúc sắc hô lên, hãy nhìn 18 chiêu thức thiên ma thủ của ta đây. Ông ta tung những con xúc sắc lên, dùng nội kình lắc mạnh xúc sắc, sau lưng ông ta lúc này giống như có một phương hầu đang gào thét. Nhìn khi thế này, đám người thi nhau cảm thán, Vinh tiên sinh vừa mới nhập trận đã dùng tuyệt chiêu rồi. Diệp Hàn tuyệt đối không có sức chống lại 18 chiêu thức thiên ma thủ này, vụ cá cược này, chúng ta thắng chắc rồi. Diệp Hàn nhìn thấy chỉ cười nhạt cầm lon xúc sắc lên nói, 18 chiêu thiên ma thủ nhỏ nhoi, sớm đã bị ta nhìn thấu rồi, xem chiêu của ta đây. Diệp Hàn đưa lon lên lắc mạnh, nội kinh mạnh mẽ phóng ra, hình dạng giống như một quan âm Bồ Tát nhìn tay, cậu hô lớn, tịch thủ quan âm. Mọi người nhìn mà tròn mắt há hốc miệng, nhiều, nhiều cánh tay quá, tôi không thể nhìn rõ, chiêu thức này quá lợi hại, mẹ ơi, quan âm xuất thế rồi. Hai người cùng nhau đặt lon xúc sắc xuống. Vinh Phàm Thăng tự tin tuyên bố, Diệp Hàn, trong đây tổng cộng có 3 con xúc sắc, cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể lắc được 18 điểm, nhưng tôi. Nói tới đây, ông ta mở chiếc lon lắc ra, bên trong có hai viên xúc sắc nguyên vẹn 6 điểm còn một con bị vỡ đôi, một mặt 6 điểm và một mặt 1 điểm, ông ta phấn khích nói, nhưng tôi lắc ra được 19 điểm, tôi thắng chắc rồi. Đám người nguyên gia thấy thế thì chắc mầm mình đã thắng, họ khiêu khích, không ngờ có thể lắc tới vỡ một con xúc sắc cứng như vậy. Công lực này, khó ai có được, Vinh Tiên Sinh không hổ là thần bài, quá lợi hại, gừng càng già càng cay, Diệp Hàn cậu thua chắc rồi. Đám người côn gia như mất hết hy vọng than vãn, tiêu rồi, tổng cộng chỉ có ba con xúc sắc, Diệp Hàn làm sao có thể thắng hắn? Tổ nghiệp của côn gia hết thật rồi, tôi sớm đã nói tên tiểu tử này không được rồi, tại sao còn để hắn đại diện côn gia lên thi đấu? Diệp Hàn không hề e sợ, cậu nhếch một nụ cười đầy chế giễu nói, 19 điểm còn con mà cũng dám huynh hoang trước mặt tôi. Ông mở to mắt ra, nhìn kỹ cho tôi, ông đây lắc được bao nhiêu điểm? Ngay khi cậu mở chiếc hộp ra, đám người cùng tập trung nhìn, ai nấy đều ngơ ngác ngỡ ngàng, đây, đây là chuyện này sao có thể? Trời ơi, quá thần kỳ. Trên bàn, hai con xúc sắc nguyên vẹn ở mặt 6 điểm, còn con xúc sắc còn lại vỡ thành 6 phần, mỗi phần là từng chấm từ 1 đến 6. Diệp Hàn chỉ tay thách thức, tôi tổng cộng có 33 điểm, trong khi ông mới có 19 điểm, ông làm sao so với tôi? Vinh Phàm Thăng không khỏi suy sụp, ông ta ngã vật xuống ghế, tinh thần xuống dốc than thở, tôi, tôi thế mà lại bị thua. Như vậy, trận đấu xúc sắc, người thắng là Diệp Hàn, sát thủ viện dưỡng lão. Vinh Phạm Thăng bị đánh bại trận chỉ với một hiệp đấu duy nhất. Diệp Hàn lấy lại tấm thẻ đen, cậu đưa lên miệng hôn nó một cái rồi nói, "Cảm ơn 10 tỷ của anh." Vinh Phạm Thăng lúc này suy sụp trên ghế tới bất tỉnh nhân sự, đám người Nguyên Gia không khỏi bất mãn kêu than, "Chuyện này sao có thể? Vinh tiên sinh thế mà lại thua dưới tay tên tiểu tử này, xong rồi, khoáng mạch của Nguyên Gia ta hết rồi, tên tiểu tử này, thế mà lại lợi hại như vậy, chúng ta đều bị hắn lừa rồi." Đám người Nguyên Gia thì mừng khôn tả xiết, họ không tiếc lời cảm tạ Diệp Hàn, "Tôi, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ, chúng ta thắng rồi." ông trời phù hộ diệp hàn quả thật là phúc tinh ông trời phái xuống cứu côn gia của chúng ta quá tốt rồi sản nghiệp tổ tiên của côn gia ta giữ được rồi nguyên hồng tức tối vung nắm đấm tới diệp hàn quát không tôi không tin cậu nhất định là đã dở mánh khóe có phải không ván này không tính trở lại như nắm đấm của hắn chưa kịp tới đã bị diệp hàn vung tay tát mạnh một cái vẹo cả đầu chơi cái đầu anh hắn ta ngã lăn ra đất đám người nguyên gia thấy thế thì tức tối đi tới đe dọa tiểu tử này lại dám đánh thiếu gia đây không khác gì là vả vào, vào mặt nguyên gia chúng ta nhất định phải đánh chết hắn thiếu gia nói không sai hắn chắc chắn đã rửa trò gian lận kết quả ván cược này chúng ta không nhận nghe vậy nhiệt độ xung quanh diệp hàn liền hạ thấp cậu nói muốn động thủ với tôi dựa vào các ngươi e là chưa đủ lúc này gia chủ nguyên gia hét lên đủ rồi ông ta tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại bảo nguyên gia ta không phải con rùa rụt cổ thua không dám nhận thua cũng thua rồi khoáng mạch ta sẽ chuyển giao sang tên cho côn gia các ngươi gia chủ côn gia tươi cười như người đáp vậy thì đa tạ nguyên huynh rồi nguyên sơn hà tức tối quay người rời đi ông ta hét lớn chúng ta đi ở ngoài đại sảnh nguyên hồng ôm mặt chạy đuổi theo cha mình hắn bất mãn hỏi bố lẽ nào chúng ta dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy khoáng mạch là sản nghiệp tổ tiên của nguyên gia chúng ta nguyên sơn hà ngắt lời bảo khoáng mạch đó vốn dĩ cũng sắp khai thác cạn rồi cho côn gia cũng chẳng sao có điều tên tiểu tử diệp hàn đó lại dám chống đối nguyên gia của chúng ta thì nhất định phải chết bên trong phòng bao côn hiền một lần nữa cúi đầu bày tỏ diệp tiểu hữu đa tạ cậu trượng nghĩa ra tay giúp đỡ côn gia tôi mới giữ được sản nghiệp của tổ tiên vì vậy côn gia tuyệt đối không dám quên ơn Ông nói xong, những người khác cũng liền cúi đầu đồng thanh nói, chúng tôi tuyệt đối không dám quên ơn này. Diệp Hàn khiêm tốn gãi đầu đáp, lão gia tử khách khí rồi, đây là chuyện tôi nên làm. Côn Hiền gia chủ nói tiếp, đúng rồi, Diệp Tiểu Hữu cậu là người chiến thắng cuối cùng của buổi đấu giá đá quý. Tấm bản đồ đánh dấu khoáng mạch này, vốn dĩ do tứ đại gia tộc chúng tôi luân phiên bảo quản, bây giờ có lẽ nên trao lại cho cậu rồi. Diệp Hàn cầm tấm bản đồ lên nhìn rồi lẩm bẩm, bản đồ khoáng mạch. Trên bản đồ là hình ảnh của rừng rậm ma quỷ. Côn Hiền gia chủ giải thích, Diệp Tiểu Hữu không dám giấu gì cậu kỳ thực chúng tôi đã phái người thăm dò xung quanh khu vực khoáng mạch này vô số lần rồi nhưng vùng rừng rậm ma quỷ ám dị không nơi nào bằng này là nơi tập trung nhiều mãnh thú khiến người của gia tộc tôi bị thương vong vô số cuối cùng chỉ lấy được một phần thưởng nhỏ nghe vậy diệp hàn không khỏi tò mò thật sự kỳ dị như vậy sao cậu nắm chặt lấy tấm bản đồ phấn khích nói tôi muốn tới đó xem thử trong lòng cậu đang suy tính đây có thể là một khoáng mạch nếu như có thể lấy được người nhà của doãn nhi chắc chắn sẽ không ngăn cản chuyện mình và doãn nhi đến với nhau côn tang đập tay cậu nói diệp lão để yên tâm tôi sẽ cùng cậu đi tới đó nghe vậy diệp hàn không khỏi vui mừng cậu nắm chặt lấy tay của côn tăng bảo được anh em đồng lòng sợ gì có khó khăn mặt khác lúc này ở một nơi nào đó ba người Fujiwaza, ra ninh phong cùng quách vân tiêu cùng ngồi quanh chiếc bàn quách vân tiêu nâng ly rượu lên nói tôi lấy được tin diệp hàn đã lấy được bản đồ khoáng mạch rồi ninh phong vừa hút thuốc lá vừa bảo tấm bản đồ đó tôi sớm đã sai người âm thầm đi làm thêm một bản nữa rồi diệp hàn có được bản đồ cũng chẳng sao Fujiwara cười đầy nguy hiểm đề nghị nghe nói khoáng mạch trong khu rừng rậm vô cùng nguy hiểm tứ đại gia tộc ở vùng đất này cũng bị hù cho sợ mất mật chi bằng ba nhà chúng ta liên thủ cùng nhau tới đó thấy sao thuận tiện trừ khử diệp hàn cướp lấy khoáng mạch hai người kia nghe ý kiến này vô cùng hứng thú đáp tôi tán thành tôi cũng đồng ý cả ba người đồng lòng quyết tâm hô lên giết diệp hàn cướp khoáng mạch đám người diệp hàn nhanh chóng tiến vào khu rừng rậm rạp vừa đi côn tăng vừa vung đao mở đường cậu than thở mấy con đường trong rừng rậm này cũng quá khó đi rồi diệp hàn nhìn xung quanh rồi nhắc nhở mọi người cố gắng lên đi theo lộ tuyến trên tấm bản đồ đi xuyên qua cánh rừng này thì có thể đến hẻm núi nơi chứa khoáng mạch côn tăng tiến gần lại phía cậu thì thầm ê diệp lão đệ cậu nói xem sắp xếp tổ chức của chúng ta có đáng tin không nếu như không có tình huống gì xảy ra vậy chẳng phải lãng phí chuyến đi lần này rồi sao diệp hàn bật cười đáp không sao nếu như không có tình huống gì xảy ra càng tốt không phải sao nếu như có thì cậu nghiêng đầu nghĩ có âm dương pháp nhãn ở đây bất kỳ động tĩnh gì đều không sợ bị bỏ sót lúc này bỗng có thứ gì đó vụt qua cả đoàn người không khỏi hoang mang đó đó là thứ gì nghe đồn bên trong khu vực rừng rậm ma quỷ có quỷ quái xuất hiện liệu không phải chúng ta xui xẻo tới mức đụng chúng quỷ quái đó chứ mẹ ơi tôi không nên nhận chút tiền thuê mà liều mạng tới đây diệp hàn liền hét lên trấn an bình tĩnh ở trong đó vốn dĩ không phải quỷ quái gì từ bên trong rừng một đoàn người đi ra dẫn đầu không ai khác chính là vương ninh hắn vác cây súng cười bảo bọn ta đương nhiên không phải quỷ quái gì rồi có điều bọn ta tới đây chính là để tiễn các người đi gặp quỷ quái cô ta nhân mày chất vấn ninh phong Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi là tới để tìm khoáng mạch trên bản đồ sao?" Ninh Phong cười đáp, "Bọn ta sớm đã từ nơi khác tìm tới khoáng mạch trên bản đồ, hơn nữa, lần này đến không chỉ có mình ta." Dứt lời, hai đám người khác lại tới, là người của Quách Vân Tiêu và Fujiwaza, bọn chúng đồng thanh nói, "Còn có bọn ta." Diệp Hàn nhìn đám người thì giả bộ kinh ngạc hỏi, "Ồ, ba gia tộc các ngươi không ngờ liên hợp lại với nhau." Quách Vân Tiêu hét lên tuyên bố, "Diệp Hàn, ngươi dám ở trong vụ đấu giá đồ cổ chơi ta, hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi." tên fuji hoa ra cầm thanh kiếm cười bảo diệp hàn ngươi nếu như giao ra miếng ngọc thạch hình con cóc đó ra đây ta có thể giúp ngươi được chết thoải mái một chút ninh phong còn nham hiểm hơn hắn ra điều kiện diệp hàn ngươi bây giờ nếu như chịu quỳ gối xin tha mạng nói không chừng ta có thể đại phát từ bi tha cho ngươi một con đường sống thấy sao diệp hàn nghe vậy thì bật cười đáp ta lại cảm thấy nếu như bây giờ các ngươi quỳ xuống xin ta tha mạng ta có thể để giúp các ngươi chết bớt đau đớn hơn một chút cả ba tên kia không biết thực lực của cậu vẫn mạnh mùng khinh thường lần lượt nói diệp hàn xem ra ngươi bị hù đến phát điên rồi từ đầu tới cuối ăn nói hàm hồ rõ ràng là hắn bị bao vây thế mà lại bảo chúng ta quỳ gối xin hắn tha mạng một lát nữa nhất định phải hành hạ hắn một trận cho hắn chừa thói khoa trương của mình đi ninh phòng điều chỉnh cây súng trong tay mình phẫn nộ hỏi diệp hàn não ngươi không phải bị uống nước rồi chứ bọn ta nhiều người như vậy ngươi dựa vào cái gì mà kêu bọn ta quỳ gối xin ngươi tha mạng diệp hàn đưa tay lên búng một cái đáp dựa vào bọn họ hỏa phượng mọi người ra đi dứt lời đám người của hỏa phượng ẩn núp bao lâu cuối cùng cũng được giới thiệu xuất hiện họ đu dây xuống hò hét đợi nửa ngày trời cuối cùng cũng tới lượt bọn tôi ra trận rồi diệp hàn bọn tôi tới đây hỏa phượng cùng huynh đệ vững vàng đáp đất ba tên kia lập tức tái mét cả mặt cái gì người của cục an toàn chết tiệt kế hoạch của chúng ta thất bại rồi diệp hàn từ từ đi tới nói từ lúc biết được bản đồ khoáng mạch vốn được tứ đại gia tộc luân phiên cất giữ ta vốn đã nghĩ tới chuyện tấm bản đồ này có thể đã bị các người in ấn thêm một bản khác rồi hơn nữa còn mai phục ở trong rừng rậm bây giờ nói tới đây cậu liền chỉ thẳng tay vào ba tên thách thức các ngươi nên quỳ gối xin tha mạng đi thấy diệp hàn biết được kế hoạch mà mình dày công xây dựng quách vân tiêu tức giận gào lên muốn ta phải quỳ gối xin ngươi tha mạng nằm mơ đi quách vân tiêu chỉ về phía đám người diệp hàn ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên cho ta ai giết được diệp hàn ta sẽ thưởng 10 triệu cho người đó Fuji Hwaza và ninh phòng cũng gào lên tuyên bố nói ai giết được diệp hàn ta cũng thưởng cho người đó 10 triệu nghe thấy phần thưởng hấp dẫn như vậy đám người cầm vũ khí lên hồ hởi xông về phía diệp hàn bọn họ điên cuồng nói ai giết được diệp hàn thì sẽ có 30 triệu trong ta xông lên tiền thù lao này đủ để ta rút lui về hưởng khoái lạc cuộc sống rồi diệp hàn chết đi cho ta diệp hàn nhìn đám người hung hãn trước mặt diệp hàn cầm dao lên hư lạnh nói muốn giết ta các ngươi không xứng côn tăng cầm súng trường lên hướng về phía đám người trước mặt đe dọa nói muốn giết diệp hàn lão đệ trước tiên phải bước qua xác của ta hỏa phượng cũng hét lớn tuyên bố nói diệp hàn là thành viên quan trọng của cục an toàn hắn không thể chết ở đây được sau đó tình hình lúc này chia thành hai phe một bên là ba người diệp hàn một bên khác là đám người bên phía ba đại gia tộc hai bên hùng hổ quyết liệt nói giết tuyệt đối không tha cho chúng diệp hàn dùng dao chém bay đám người trước mặt dù cho bọn chúng cầm súng đi chăng nữa nhưng với tốc độ cực nhanh của diệp hàn thì chẳng là gì cả bên kia hỏa phượng cũng cầm đao chém liên tục một cú lộn nhào chém chết tận mấy tên còn côn tăng hét lên những kẻ chỉ biết đến tiền chuyện xấu gì cũng làm đi chết đi nói xong côn tăng bóp còi súng đạn xả ra như vũ bão giết hết đoàn người này lại đến đoàn người khác sau một hồi loạn chiến đám người kia bị ba người diệp hàn côn tăng và hỏa phượng đánh cho không có sức chống trả bọn chúng sợ hãi chạy trốn như ông vỡ tổ hoảng loạn nói không được đánh không lại đối phương quá lợi hại mau chạy thôi mạng không còn nữa thì còn cần tiền làm gì nữa hai người quách vân tiêu và ninh phòng thấy đám người kia bỏ mình mà đi tức giận hét lên nói khốn khiếp không được chạy tất cả đứng lại cho ta quách đình tiêu còn túm lấy cổ áo một người không cho người ta chạy sợ hãi hét lên đừng chạy fujiwa ra nhìn tình hình quân mình tan tác trước mặt tức giận nắm chặt bàn tay chửi thầy nói chết tiệt chuyện đã tới nước này hắn ta cầm cây tiêu lên gương mặt trầm xuống nói chỉ đành dùng chiều này thôi fujiwa ra đưa cây tiêu lên miệng dùng hết sức bình sinh mà thổi lên một khúc nhạc kỳ quái bên kia diệp hàn đang nhấc cổ áo của một tên lên chuẩn bị cho hắn ta một trận đột nhiên diệp hàn nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra liền nghi hoặc nói ừ tiếng này là diệp hàn cảm thấy sau lưng dâng lên cảm giác ớn lạnh diệp hàn liếc mắt nhìn về đằng sau đây thứ này là gì vậy sau lưng diệp hàn fujiwa ra dẫn đầu một đám hung thú bọn chúng với ánh mắt đỏ lừ đang không ngừng tiến về phía diệp hàn Fujiwaza ra cầm cây tiêu trên tay, kiêu ngạo nói, ta sớm biết, những mãnh thú trong cánh rừng này đều đã biến dị. Đây là hoán thú cốt tiêu, ta đặc biệt nhờ Nam Dương trùng sư chế tạo ra nó. Nói đến đây ông ta không nhịn được mà đắc ý cười lớn, hung ác nói, Diệp Hàn, các người đời bị đám mãnh thú này ăn thịt đi. Hai quách vân tiêu và Ninh Phong thấy Fujiwaza ra còn giấu bài ẩn, phấn khích nói, Phu đi, không ngờ ngươi còn giấu đồ tốt như vậy. Bên này, trước mặt là đám hung thủ dữ tợn, côn tăng căng thẳng nói, tiếp theo không hay rồi. Diệp lão đệ, người giao bốn đại gia tộc ta lúc trước phái tới đây đã có rất nhiều người trở thành thức ăn cho những mãnh thú này hỏa phượng cũng lo lắng không kém nhìn về đám mãnh thú đánh giá những mảnh thú này không biết đã chịu thứ gì kích thích đều biến dị cả rồi rất khó đối phó diệp hàn nhìn đám mãnh thú trên người bọn chúng phát ra những luồng ánh sáng lượn lờ diệp hàn nhíu mày lại lo lắng nói kỳ lạ trong cơ thể của những mãnh thú ở đây thế mà lại có linh khí diệp hàn nhìn luồng linh khí trong đầu nảy ra suy nghĩ nếu như ta thôi phát linh khí làm đảo lộn sự lưu động của linh khí bên trong cơ thể của những mãnh thú này thì sẽ thế nào nghĩ là làm diệp hàn liền thu linh khí của bản thân lại linh khí xung quanh không ngừng hướng diệp hàn mà bay tới ngay sau đó đám mãnh hổ dường như bị kích động bọn chúng gào thét ầm ĩ hết lên giống như đang chịu đau đớn rất lớn thấy cảnh này diệp hàn không khỏi vui mừng có tác dụng quá tốt rồi bên kia fuji vẫn không ngừng thổi tiêu ra lệnh cho các mãnh thú ở phía sau đi đi mau cắt chết bọn chúng cho ta nhưng lúc này đã khác đám mãnh thú phía sau hắn đã không nghe lời hắn nữa bọn chúng không hề tấn công diệp hàn mà lại hướng về Fuji tấn công. Thầy đám mãnh thú không ngừng tiến lại bao vây lấy mình. Fuji hoảng loạn nói: Các, các ngươi muốn làm gì? Thầy đám mãnh thú vẫn không ngừng tiến lại. Trong mắt của Fuji giãn ra, bên trong xuất hiện rất nhiều tia máu. Hắn sợ hãi quát lớn: Ta bảo các người đi cắn chết diệp hắn, không phải ta. Vừa nói xong lời này, đám mãnh thú liền tấn công hắn, không hề có chút nương tay nào. Bên ngoài mọi người nhìn thấy, Fuji bị đám mãnh thú hành cho ra bã, máu me văng tung tóe khắp nơi. Bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng hét đầy tuyệt vọng của Fuji: Á, đừng! đừng mà cứu mạng mà. mà hai người đồng bọn của hắn quách vân tiêu và ninh phong thấy hắn bị tấn công ngược vẫn chưa kịp định thần lại bọn chúng chỉ có thể nhìn nhau trong mắt là sự không tin tưởng mà nói cái gì ninh phong hoảng loạn lùi lại phía sau sợ hãi lắp bắp nói chuyện chuyện này sao có thể cũng không để hai người bọn họ kịp định thần lại đám mãnh thú đã hướng hai người bọn họ xông tới hai người quách vân tiêu và ninh phong nhìn thấy cảnh này liền tái xanh mặt mày quách vân tiêu định thần trước hoảng loạn chạy đi ôi đệt không xong rồi hắn thấy ninh phong vẫn đứng đần ra đó vẫn chưa kịp định thần lại liền quay đầu lại tức giận quát lớn còn đứng ngày ra đó làm gì mau chạy đi cuối cùng ninh phong hồn cũng nhập lại xác vác chân lên cổ cùng với quách vân tiêu chạy trốn khỏi nơi đây hai người bọn họ vừa chạy thục mạng vừa hét lên đầy thảm thiết cứu mạng đừng ăn ta ta ba ngày chưa tắm rồi đám dã thú này quá đông vốn dĩ không ngăn được mau chạy đi diệp hàn đứng một bên nhìn hai người quách vân tiêu bị truy đuổi hà long hà dạ cười lớn hừng muốn giết ông đây các ngươi vẫn còn kém lắm lúc này hai người côn tăng và hỏa phượng đứng đối diện diệp hàn hoảng hốt chỉ về sau lưng diệp hàn nói diệp diệp hàn sau lưng cậu đừng ra vẻ ta đây nữa mau nhìn sau lưng cậu đi diệp hàn vẫn chưa biết nguy hiểm đang tới gần ngơ ngác mà hỏi lại ừ sau lưng tối nhưng diệp hàn không biết sau lưng mình chính là hai con mãnh thú cực lớn bọn chúng đang nhìn diệp hàn thèm nhỏ rãi thấy cảnh tượng phía sau mình diệp hàn trợn tròn đôi mắt sợ hãi hết lớn tôi á chưa để diệp hàn kịp định thần thì đã bị hỏa phượng một tay xách ra bên ngoài hỏa phượng vừa xách diệp hàn vừa chạy nói còn ngay ra đó màu chạy thôi cuối cùng hiện trạng lúc này là ai cũng phải chạy phía sau là đám mãnh thú hung hãn đuổi theo thấy tình hình càng ngày càng không ổn đám mãnh thú càng lúc tiến lại gần có người liền hét lên diệp hàn mau nghĩ cách đi chúng ta chạy không lại đám xúc sinh này đâu diệp lão đệ tôi sắp không cầm cự nổi nữa rồi đúng lúc này một con chuột sông tới cắn vào mông một người người đó thét lên đầy đau đớn nói mông của tôi đau quá đi nhưng người đó vẫn cố chạy vì đứng lại không chỉ có chuột cắn thôi đâu còn cả đám phía sau kìa diệp hàn trong lúc hoảng loạn chỉ về phía trước hướng mọi người ra lệnh nói thuận đường tiến về phía trước phía trước rất nhanh sẽ đến điểm cuối của cánh rừng này rồi theo như bản đồ ghi chép đám dã thú này sẽ không rời khỏi cánh rừng này đâu đám người nghe xong lại càng sung sức mà hét lớn chạy mau sau đó ái cũng chạy như tên bắn về phía trước cuối cùng cũng đã thoát khỏi khu rừng đám người diệp hàn mệt mỏi nằm gục xuống đất mà thở hồn hình hỏa phượng mệt mỏi lau mồ hôi thở dốc nói cuối cuối cùng cũng ra ngoài rồi quá tốt rồi côn tạng cũng khụy gối xuống đất than thở nói trời ơi cuối cùng cũng thoát chết đám dã thú biến dị này cũng quá dọa người rồi đi tôi thề sẽ không vào trong cánh rừng này thêm lần nào nữa diệp hàn cũng mệt mỏi không kém thở hộc hộc không ra hơi trong lòng nghĩ về đám mãnh thú trong rừng những ghi chép trong bản đồ hoàn toàn không sai đám dã thú này tuyệt nhiên không rời khỏi cánh rừng này đúng lúc này đôi mắt của diệp hàn chừng lớn rồi nhìn về phía côn tạng mà hét lớn côn tạng cẩn thận như lời này của diệp hàn vừa nói ra côn tạng liền bị một con mãng xà cực lớn tóm lấy xách cả người lên khâu trung côn tạng bị bắt được sợ hãi hướng về phía diệp hàn cầu cứu diệp lão để cứu tôi diệp hàn nhanh như chớp lây con dao trong người ra hướng về phía con mãng xà mà chém một nhát diệp hàn tức giận nói xúc sinh tự mình tìm chết diệp hàn hạ người xuống mặt đất phía sau là mãng xà bị chém thành rất nhiều mảnh nhưng ngay lúc này đám mãnh thú trong rừng người thấy mùi máu đồng loạt hướng về phía diệp hàn gài lên thấy đám mãnh thú chạy đến bên này diệp hàn hoảng hốt hét lên không hay rồi mùi máu tanh khiến đám giã thú này hóa điên rồi côn tăng vừa thoát khỏi mãng xà nay lại phải đối mặt với mấy con mãnh thú nữa chán nản nằm trên đất nước mắt chảy ròng ròng bất lực nói tiêu rồi tôi chết chắc rồi thấy cảnh này những người vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu kinh hãi đứng dậy hoảng hốt nói xông ra ngoài rồi không phải nói bọn chúng sẽ không rời khỏi cánh rừng sao tiêu rồi chúng ta đã không còn sức chạy nữa rồi giờ phải làm sao đang lúc mọi người cho rằng mình sẽ không thoát khỏi cửa ải này một tiếng động lớn vang lên đám mãnh thú đột nhiên dừng lại hành động ngơ ngác nhìn nhau sau đó đám mãnh thú hóa thành mèo con dùng một tốc độ nhanh như chớp mà chạy lại về rừng nhìn biểu hiện của đám mãnh thú trước mặt diệp hàn nghi hoặc hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì đây ngay lúc mọi người cho rằng đã yên mình mặt đất bỗng nhiên lại rung chuyển một con vật toàn thân màu đen thân hình còn phát ra linh màu đỏ xuất hiện thấy con dã thú trước mặt diệp hàn toát mồ hôi nói ý thức lãnh địa trong đám dã thú rất mạnh vừa nay đám dã thú đó hoang mang bỏ chạy hết chỉ đơn giản là vì chúng sợ con dã thú đang đứng trước mặt chúng ta nó rất có khả năng tồn tại như một mắt xích thức ăn ở vùng thảo nguyên này nghe thấy lại có dã thú lợi hại hơn côn tăng ôm đầu hoảng sợ nói vừa qua kiếp nạn này đã tới kiếp nạn khác rồi diệp hàn cầm đao lên đầy quyết tâm nói mặc kệ nó là dã thú gì mọi người cùng nhau xông lên liều mạng với nó mọi người nghe lời này đồng loạt cầm vũ khí lên đây khí thế hồ hỏi nói diệp hàn nói rất đúng cũng lắm là liều mạng với nó xông lên 18 sau vẫn là một nam tử hán đại trưởng phu giết con súc sinh này ngay khi mọi người chuẩn bị xông lên tấn công thì mãnh thú trong lời nói của mọi người liền xuất hiện một con vật với chiếc chân ngắn màu trắng đáng yêu bước ra nó là một con bạch hổ con dễ thương xinh xắn bạch tô đôi mắt tròn xoe nhìn diệp hàn với một niềm yêu thích mãnh liệt mà kêu lên gào gào lần đầu nhìn thấy mãnh thú đã bé còn đáng yêu mềm mại như thế này diệp hàn và đám huynh đệ đều ngơ người ra trên mặt xuất hiện ba vạch hắc tuyến diệp hàn chỉ vào tiểu bạch hổ nghi hoặc nói gì đây đây chính là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi thức ăn sao còn hỏa phượng đã bị sự đáng yêu này chinh phục đôi mắt hóa thành hình ngôi sao cảm thán nói a đáng yêu quá đi tiểu bạch hổ đứng lên trên cao đầy hiên ngang mà gào lên mấy tiếng ý bảo mọi người hãy theo nó sau một hồi cuối cùng đám người diệp hàn đã tới nơi nhìn khung cảnh xung quanh diệp hàn không khỏi kinh ngạc thốt lên ở đây chính là vùng khoáng mạch được đánh dấu trên bản đồ côn tăng cũng vui mừng không kém không ngờ cuối cùng là một con bạch hổ con dẫn chúng ta tới khu vực khoáng mạch còn hỏa phượng thấy tiểu bạch hổ chỉ bám theo diệp hàn ghen tị quay mặt đi nói Hùng, dựa vào cái gì mà bạch hổ chỉ thân thiết với mình diệp hàn hạ rõ ràng lão nương vừa sinh đẹp lại đáng yêu Diệp Hàn Tuyền linh lực bao phủ lấy bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Bạch Hổ khen ngợi nói, cũng có lẽ đây là duyên phận đi, sau này ta sẽ gọi người là Bạch Hổ nhé. Trong lòng Diệp Hàn thì ngờ ngợ ra nguyên nhân tiểu Bạch Hổ nghe lời mình, tiểu Bạch Hổ có lẽ là tìm đến vì linh khí ở trong cơ thể của ta. Diệp Hàn bế Bạch Hổ vào trong lòng, đi vào bên trong hang động. Diệp Hàn nói với đám người Hỏa Phượng bên ngoài, đi thôi, khoáng mạch đã tìm thấy rồi, chúng ta cũng vào trong xem thử đi. Hỏa Phượng đi đến gần cửa hang động, liền cảm thấy trong người lạnh run. Hỏa Phượng ôm lấy cơ thể mà nói với Diệp Hàn ở phía trước, diệp hàn khí tức tản ra từ trong hang động này khiến tôi rất không thoải mái hay là anh tự mình vào trong đi chúng tôi ở bên ngoài canh gác những người khác nghe thấy lời này đều đồng tình nói đúng đấy tôi vừa mới đến gần hang động này liền cảm thấy toàn thân khó chịu bệnh trĩ lại tái phát rồi tôi cũng thế chỉ cần đến gắn thêm chút nữa thôi toàn thân có một cảm giác rất khó chịu không rõ là gì diệp hàn khoáng mạch này suy cho cũng là thuộc về cậu cậu tốt hơn vẫn nên tự mình vào trong đi diệp hàn nghe mọi người nói vậy trong đầu không khỏi nghi hoặc tại sao ta và tiểu bạch hổ lại không cảm thấy vậy lẽ nào bên trong khoáng mạch này có chứa linh khí mọi người đã nói vậy diệp hàn không còn cách nào khác ngoài đi vào một mình trước khi vào bên trong diệp hàn không quên căn dặn nói vậy tôi vào đây có chuyện gì các cậu kêu tôi côn tăng gật đầu rồi căn dặn nói diệp lão đệ nhất định phải cẩn thận nếu như có chuyện gì phải lập tức ra ngoài còn hỏa phượng ánh mắt vẫn không rời tiểu bạch hổ đầy lo lắng nói bảo vệ cho tốt tiểu bạch hổ đáng yêu của tôi diệp hàn sau đó liền bế tiểu bạch hổ đi vào trong hang động vừa vào diệp hàn đã cảm nhận linh khí không ngừng phát ra diệp hàn cảm thán nói linh khí dày đặc thật ở trong đó rốt cuộc có thứ gì ngay lúc này tiểu bạch hổ lại nhảy trong lòng diệp hàn xuống chạy nhanh về phía trước thấy vậy diệp hàn đành phải hốt hoảng chạy theo tiểu bạch đợi ta tiểu bạch hổ dẫn diệp hàn đến trước một thanh kiếm thanh kiếm đó ghim dưới một khoáng thạch không ngừng tỏa ra linh khí diệp hàn nhìn khoáng thạch ở xung quanh không khỏi vui mừng nói đây đây đầu phải là khoảng mạch nguyên thạch đây rõ ràng là linh thạch khoáng mạch diệp hàn phấn khích nói quá tốt rồi bây giờ thế giới linh khí đang thiếu hụt khiến bản thân ta tu luyện cũng rất chậm nhưng có số linh khoáng này trợ giúp ta chắc chắn có thể đột phá diệp hàn nhìn về đồ vật trên phím đá nghi hoặc hỏi ừm trên miệng đã này là thứ gì vậy tiểu bạch hổ liền dơ móng vuốt lên ý bảo diệp hàn nhanh đến đây trên phím đá có ghi dòng chữ ta dành cả đời để đi tìm kiếm sư tầm pháp quyết đây đều là những pháp quyết nói về hai mặt âm dương giữ để lại cho người có duyên diệp hàn rút thanh kiếm ra một tay cầm kiếm một tay cầm pháp quyết phân khích cười lớn nói đây chính là đãi ngộ đặc biệt cho nam chính sao ta cuối cùng cũng được nhường thụ một lần rồi diệp hàn sau khi đã nhận vật phẩm không quên chấp tay lạnh quy gối xuống nói đa tạ tiền bối đã chuyển pháp diệp hàn nhân cơ hội này liền nhảy lên phím đá nói bây giờ tu luyện trước đã diệp hàn sau đó ngồi khoanh chân lại nhắm mắt mà bắt đầu tu luyện theo đó linh khí từ khoáng thạch không ngừng truyền vào cơ thể diệp hàn bên ngoài cửa hang động đám người hỏa phượng không biết từ lúc nào bị trói chặt lại nguyên sơn hà dẫn theo một đám người đến cười phấn khích nói đa tạ các ngươi ta mới có thể tìm thấy khoáng mạch. Hắn ta nhìn Hỏa Phượng hỏi, Diệp Hàn đâu, bảo hắn ra đây gặp ta. Nguyên Sơn Hà với nụ cười đầy bỉ ổi, hắn ta nắm chặt bàn tay lại nói, dám đắc tội với Nguyên Sơn Hà, hôm nay chính là ngày dỗ của Diệp Hàn. Côn Tăng tức giận nhìn Nguyên Sơn Hà nói, chết tiệt, nếu như không phải trước đó, gặp phải sự truy đuổi của đám dã thú biến dị ở trong rừng sâu, chiến lực bị tiêu hao, thì sao có thể để đám người Nguyên gia này chiếm được tiện nghi? Hỏa Phượng bị trói bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nói mấy lời này thì có tác dụng gì, chỉ có thể hy vọng vào Diệp Hàn thôi. Mấy tên thuộc hạ lấy ra một cái ghế đặt xuống, Nguyên Sơn Hà ngồi trên chiếc ghế kê trước, tay cầm điếu xì gà. Hắn ta nhàn nhã nói, Diệp Hàn không ở đây, có lẽ là tiến vào trong khu khoáng mạch rồi, không sao, chúng ta có thể đợi hắn ra. Nguyên Hồng đứng một bên, gương mặt hung dữ, ra lệnh cho đám thuộc hạ, tất cả mau cầm vũ khí lên cho ta, canh chừng hạng động này. Tên tiểu tử Diệp Hàn rất xảo quyệt, đừng để hắn chạy thoát. Nghe lệnh, đám người Nguyên gia liền hùng hổ cầm vũ khí lên, Đây khi thế nói, "Rõ." Bên trong hang, diệp hàn đang tu luyện đột ngột mở mắt ra phấn khích đứng dậy diệp hàn nhìn linh khí đang không ngừng chui vào trong cơ thể mình gương mặt đầy phấn khích nói quá tốt rồi ta đã đột phá tới bồi nguyên cảnh trung kỳ rồi diệp hàn nhìn luồng linh khí lượn lờ trước mặt thở dài tiếc nuối nói đáng tiếc linh khí trong khoảng mạch này đã bị ta hấp thụ gần hết muốn khôi phục không biết cần mất bao nhiêu năm diệp hàn thấy mình ở đây cũng lâu rồi liền nói tới lúc ra ngoài rồi đám người nguyên gia ở bên ngoài đã sắp đợi không nổi nữa rồi sau đó diệp hàn dẫn theo bạch hổ cùng nhau đi ra ngoài phòng bên ngoài hang trời bên ngoài đã tối rồi còn đám người nguyên gia đợi từ sáng đến giờ đã vô cùng chán nản mệt mỏi tên đàn em thở một hơi quay qua nhìn nguyên hồng nghi hoặc hỏi thiếu gia chúng ta có thể bỏ vũ khí xuống trước không đã dơ vũ khí cả ngày rồi mọi người sắp không trụ nổi nữa rồi nguyên hồng nghe vậy quay qua nhìn đám người hỏa phượng tức giận nói diệp hàn tại sao vẫn chưa ra đã sắp hết một ngày rồi hắn chết ở bên trong luôn rồi chắc hỏa phượng thở dài bất lực nói không biết nếu không các ngươi tự mình vào trong đó mà xem đi Nguyên Sơn Hà cũng không có kiên nhẫn nữa, hừ lạnh nói, "Hừm, ngươi coi bọn ta là lũ ngốc chắc. Từ bây giờ trở đi, cứ 10 phút trôi qua thì giết một người. Ta muốn xem xem, Diệp Hàn có chịu ra hay không, bắt đầu từ ả nữ nhân đó." Nguyên Hồng nghe thấy giết người, liền phấn khích cầm đao lên, gật đầu nói, "Được." Nguyên Hồng đưa đao dí vào người Hỏa Phượng, khiêu khích nói, "Người đẹp, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho Diệp Hàn sớm ra ngoài, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn nữa đâu." Ngay lúc này, Diệp Hàn từ trong hang đi ra, tức giận quát lớn, "Nguyên Hồng, ngươi đám động tay thử xem người chết chắc chắn là ngươi tiểu bạch hổ đứng bên còn không quên gào gào mấy tiếng phụ họa nguyên hồng cầm dao dí sát cổ hỏa phượng cười điên cuồng nói diệp hàn ngươi đừng chọc cười ta nữa người của người đều bị ta bắt giữ rồi ngươi lấy gì để giết ta lẽ nào dựa vào cây kiếm nát trong tay ngươi sao diệp hàn gật đầu nói không sai chỉ cần dựa vào cây kiếm trong tay ta là đủ rồi nói xong diệp hàn liền cầm kiếm xông lên tấn công về phía nguyên hồng chỉ trong chớp mắt nguyên hồng liền mị một tia đỏ xẹt qua cổ máu tươi phun ra liên tục mà nguyên hồng ngay trước khi nguyên hồng ngã xuống trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ thôi không đây không thể nào diệp hàn nhìn nguyên hồng ở phía sau lạnh giọng nói quên nói với ngươi đây không phải là thanh kiếm nát gì mà là kiếm thần long tuyền bên kia nguyên sơn hà thấy con trai của bị bị diệp hàn giết chết tức giận hét lên không con trai của ta ông ta đứng bật dậy ra lệnh cho đám thuộc hạ giết hết bọn chúng cho ta đám thuộc hạ tuân lệnh xông lên phía trước hô lên rõ tiểu bạch hổ thấy có người xông tới chỗ diệp hàn liền tức giận gầm lên một tiếng cả người tỏa ra ánh sáng màu bạc sau đó tiểu bạch hổ nhanh chư chớp tấn công về đám thuộc hạ của nguyên sơn hà đám thuộc hạ hốt hoảng hét lên đây là thứ gì con hổ trắng này từ đâu xông ra vậy cứu mạng sau khi đã giải quyết đám thuộc hạ xong bạch hổ kêu ngạo mà gào một tiếng diệp hàn thấy biểu hiện của tiểu bạch hổ khen ngợi nói tiểu bạch thật giỏi diệp hàn quay qua nhìn hỏa phượng chém một nhát cởi cho cô rồi nói hỏa phượng côn tang các người đi giúp những người khác cởi trói đi hỏa phượng nhìn diệp hàn nghi hoặc hỏi vậy còn anh diệp hàn nhanh như chớp phí về phía trước nói tôi phải đi giết nguyên sơn hà Bên kia, Nguyên Sơn Hà thấy Diệp Hàn xông đến, liền đẩy đám thuộc hạ ra phía trước, hoảng loạn nói: "Người đâu, mau ngăn Diệp Hàn lại cho ta. Ai giết được Diệp Hàn, ta sẽ trả cho người đó 100 triệu." Nghe thấy tiền, đám thuộc hạ hai mắt sáng lên, xông về phía Diệp Hàn điên cuồng nói: "Giết đi, vì 100 triệu, hắn chỉ có một mình, không thể là đối thủ của chúng ta, mau ngăn hắn lại." Diệp Hàn nhanh như chớp tránh né khỏi những phi tiêu đó, hừ lạnh nói: "Phi tiêu nhỏ nhoi, vốn vô dụng với ta." Diệp Hàn nhảy lên trên cao, tay cầm kiếm đưa lên, còn nguyên sơn hà gương mặt tái nhợt trợn tròn mắt nói cái gì nhưng khi chưa kịp định thần diệp hàn liền chém ra một ngọn lửa lớn đánh về phía ông ta kiếm của diệp hàn chém qua nguyên sơn bá cả người đông cứng đôi mắt chừng lớn không thể tin tưởng mà nói ta à, ta không can tâm sau đó nguyên sơn bá ngã gục xuống đất máu tươi chảy thành vũng sau khi xử xong nguyên sơn bá diệp hàn đưa kiếm ra hướng về đám thuộc hạ đe dọa nguyên sơn hà nguyên hồng đều đã chết các ngươi còn không mau buông vũ khí đầu hàng đám người nguyên gia không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng bọn họ sợ hãi nói tiêu rồi gia chủ và thiếu gia đều đã chết người cầm đầu đã không còn diệp hàn quá khủng bố chúng ta vốn dĩ không phải đối thủ của hắn tôi đầu hàng đừng giết tôi sau đó côn tăng phấn khích đưa tay lên nói diệp lão đệ tại sao tôi cảm thấy cậu lại trở nên lợi hại hơn rồi lần này toàn bộ nguyễn gia gần như đã bị một mình cậu đánh sập rồi diệp hàn gãi gãi đầu ngại ngùng cười nói trong động khoáng mạch may mắn đột phá đúng lúc này có âm thanh của hỏa phượng vang lên diệp hàn hỏa phượng đi đến trước mặt diệp hàn nói Lúc trước ở trong rừng sâu, chúng tôi đã giúp cậu một lần. Bây giờ cậu lại giúp chúng tôi, chúng ta xem như hòa, không ai nợ ai, bây giờ cũng tới lúc chúng tôi nên đi rồi. Diệp Hàn thấy Hỏa Phượng muốn rời đi, liền vẫy tay chào tạm biệt. Hỏa Phượng trước khi đi không quên nói, đừng quên cánh cửa của cục an toàn, vẫn luôn rộng mở chào đón cậu. Diệp Hàn vui vẻ gật đầu nói, được, đa tạ, tôi sẽ suy nghĩ. Côn Trang vỗ vai Diệp Hàn, chỉ về phía động khoáng thạch hỏi, Diệp lão đệ, động khoảng mạch này cậu tính làm gì? Diệp Hàn gãi gãi cầm trầm ngâm nghĩ, tiểu bạch ở đây, mãnh thú trong rừng không dám tới đây. Diệp Hàn quay qua chỉ về phía hang động, đưa ra lời đề nghị nói, chi bằng khoáng mạch này, tôi giao lại cho côn gia anh khai thác, lợi nhuận thu được chia 5 năm, anh thấy sao? Trong đầu Diệp Hàn lại tính toán nghĩ, linh khí trong linh thạch tuy đã bị ta hấp thụ sạch, nhưng số còn lại cũng vẫn là ngọc bảo chất lượng cực tốt. Ta lại không thể ở đây quá lâu, hợp tác với côn gia chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nghe lời đề nghị này, côn tăng phấn khích cười nói, vậy cảm ơn cậu rồi, khoáng mạch của côn gia tôi vừa lúc sắp khai thác hết, bố tôi mã biết tin này chắc chắn rất vui diệp hàn vỗ vai côn tăng nói chuyện sau này giao lại cho anh tôi phải quay về thành phố sơn hải rồi nếu không doãn nhi sợ là sẽ rất lo lắng nghe đến đây côn tăng cũng vỗ vai diệp hàn nói ừm lên đường bình an sau đó diệp hàn liền lên máy bay quay lại thành phố sơn hải diệp hàn ngồi trên máy bay trong lòng nghĩ chuyến hành trình đi điền nam lần này thu được không ít thành quả không chỉ hoàn thành bài sát hạch của chu lão gia tử còn kiếm thêm một khoản tiền thực lực cũng đột phá rồi quay về doãn nhi sẽ cùng ta Nghĩ đến đây, Diệp Hàn không khỏi nở nụ cười đầy đen tối, mà nữ du khách ngồi bên cạnh Diệp Hàn, thấy dáng vẻ của Diệp Hàn, trong đầu nghĩ, người này không phải bị bệnh thần kinh đó chứ. Đúng lúc này, tiếp viên đẩy xe đẩy đến nói, "Quý khách có muốn dùng chút đồ uống không?" Đúng lúc này, một người ngồi ở hàng ghế phía sau giơ tay lên nói, "Bên này." Diệp Hàn nhìn về phía đó, híp mắt lại đánh giá, người đàn ông này có cảm giác gì đó không bình thường. Bên kia, tiếp viên đi đến bên cạnh người đàn ông, ân cần hỏi han, "Vâng thưa tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng loại đồ uống gì?" Chỗ chúng tôi có Coca, nước khoáng, cà phê. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt của cô tiếp viên trừng lớn, hoảng hốt nói: "Anh, anh." Người đàn ông cầm dao lên, đưa đến trước mặt cô tiếp viên, nhếch mép cười biến thái nói: "Tôi muốn mạng của cô, có được không?" Sau đó, trên máy bay mỗi góc liền xuất hiện mấy tên côn đồ cầm dao lên, hướng về phía hành khách mà đe dọa. Tất cả mọi người ngồi yên trên ghế, cấm di chuyển, ai di chuyển, tôi giết kẻ đó. Bên kia, những hành khách bị đe dọa, sợ hãi ôm đầu khóc lóc: "Cứu mạng, mẹ ơi con sợ, đừng giết tôi." Tôi cái gì cũng nghe theo các người. Còn tên thủ lĩnh bóp chặt cổ cô tiếp viên, tay kia cầm dao, hung dữ quát lớn, ai ổn ảo, tôi lập tức giết kẻ đó. Mọi người trên máy bay đều không dám mở miệng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thút thít đáng thương. Diệp Hàn ngồi yên một chỗ, trong lòng thầm mắng, trên đường về nhà không ngờ còn gặp cướp, vận khí gì đây, thật đen đủi. Thấy mọi người tất cả đều nghe lời, tên cướp đẩy cô tiếp viên ra, phân khích nói, rất tốt. Diệp Hàn nhìn tên cướp đang đến gần mình, cúi đầu xuống, trong lòng nghĩ, nhắm vào ta rồi sao? lẽ nào chính là tổ chức sát thủ lần trước truy sát ta? nhưng không, hắn ta đến trước mặt người con gái ngồi cạnh bên mình. hắn ta nhếch mép cười nói, tiểu thư nam cung, vì để tìm cô, mấy anh em chúng tôi đã hao tổn không ít công sức. cô tự mình bước ra, hay là để tôi giúp cô đây? nam cung tử huân tháo kính mắt ra, lạnh giọng nói, không cần, tôi tự mình đi. thấy nam cung tử huân tháo kính, mọi người trên máy bay đều nhận ra người trước mặt. bọn họ bàn tán sôi nổi nói, á, ah, cô, cô ta là nam cung tử huân, nữ thần trong mơ của tôi, là minh tinh số một. Trong giới giải trí khu vực châu Á, Nam cung Tử Huân nữ thần trong trắng tinh khôi, thế mà lại là mục tiêu bắt cóc lần này. Một nữ minh tinh xinh đẹp như vậy mà lại bị rơi vào trong tay của đám cướp, e là kết cục sẽ rất thảm. Diệp Hàn nhíu mày nhìn Nam cung Tử Huân trước mặt, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ, hóa ra không phải nhắm vào ta, có điều, cô gái tên Nam cung Tử Huân này rốt cuộc là ai? Nam cung Tử Huân hướng về tên cướp, tức giận hỏi, người thuê các người tới bắt cóc tôi, đã trả cho các người bao nhiêu tiền, tôi có thể trả cho các người với giá cao gấp đôi tên cướp đưa tay ra hiệu lắc đầu phản bác nói no, nâu no. hắn ta chỉ một ngón tay lên nói tuy đề xuất của cô rất hấp dẫn nhưng tổ chức của chúng tôi coi trọng nhất vẫn là chữ tín vì vậy chỉ có thể có chịu ủy khuất đi cùng chúng tôi một chuyển rồi tên đàn em tiến lại gần tên thủ lĩnh đây thêm thùng nói lão lão đại dẫu sao gái đẹp cũng đã rời vào trong tay anh em chúng ta rồi chi bằng để các anh em chơi đùa cô ta một chút chỉ cần không làm chết cô ta là được diệp hàn nghe lời này không khỏi nhíu mày lại trong lòng tức giận quát một đám ô hợp đáng chết tên thủ lĩnh bên kia nghe đàn nói vậy tức giận quát lên chơi cái đầu người hắn ta quát mắng ở đây nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp không thiếu cảm thấy bí bích không chịu được thì tự tìm cho mình một người giải tỏa đi dám động vào cô gái này tôi xe giết chết cậu thấy lão đại của mình tức giận như vậy vội vã xua tan nói vâng lão đại tên đàn em đó xách một cô tiếp viên lên hắn ta cười bỉ ổi nói em gái chính là cô cô tiếp viên bị điểm trúng hai mắt đẫm lệ sợ hãi lùi lại đằng sau nói đừng mà hắn ta bóp chặt cổ cô tiếp viên đưa cô đi về phía trước nở nụ cười biến thái nói cùng anh tới nhà vệ sinh nào cô tiếp viên không thể phản kháng được chỉ có thể khóc lóc kêu cứu không cứu tôi thả cho tôi đi anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa nam cung tử huân thấy dáng vẻ đê tiện của đám cướp không chịu đựng được mà đứng ra nói dừng tay người mà các người muốn bắt là tôi tại sao phải làm hại những người vô tội khác tên lão đại thấy nam cung tử huân đứng ra nhét mép lên nói sao thế lẽ nào tiểu thư nam cung muốn làm thay cô ta sao nam cung tử huân sao có thể chịu nỗi ô nhục này tức giận chỉ vào tên lão đại, mắng hắn ta, ngươi, ngươi là đồ khốn khiếp. Mà những người trong khoang máy bay ai cũng không dám ho he một lời, bọn họ chỉ cảm thán cho cô tiếp viên, hừ, cô tiếp viên này thật đáng thương. Ngàn vạn lần đừng tìm tôi, muốn làm nhục thì làm nhục một mình cô ta thôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ta xui xẻo, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì, bị tên cướp nhìn chúng rồi. Bên trong phòng, cô tiếp viên hét lên đầy thảm thiết, cứu mạng. Diệp Hàn lúc này cũng không chịu đựng được nữa mà đứng dậy. Diệp Hàn đứng dậy, tay đút túi quần, nhàn nhạt, nhạt nói: các vị, nhiều người như vậy lại đi bắt nạt một cô gái, không hay chút nào. Tên lão đại thấy có người không sợ chết, lại đứng ra chống đối mình, liền cầm dao đưa về phía Diệp Hàn đe dọa nói, người là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây? Tiểu tử muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có tin ta cho ngươi đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ không? Những khách ngồi trong khoang máy bay lại bàn tán sôi nổi, chàng trai trẻ này muốn làm anh hùng muốn đến phát điên rồi, thế mà lại dám đến lên chống lại bọn cướp. Ta thấy cậu ta muốn thể hiện mình trước mặt Nam cung tử huân thôi. Cậu ta muốn chết, thì mặc kệ cậu ta ngàn vạn lần đừng có liên lụy tới bọn ta bên kia tên đàn em vẫn đang cố gắng đẩy cô tiếp viên vào nhà vệ sinh hét lên với lão đại của mình đại ca nhiều lời với hắn làm gì trực tiếp giết chết hắn đi diệp hàn cũng không muốn nói nhiều với bọn chúng nữa đôi mắt híp lại lạnh lùng nói ta cực ngươi sẽ phải hối hận nghe đến đây đám cướp liền xông lên tức giận nói ngươi tự mình tìm chết diệp hàn từ trên người lấy ra một con dao lạnh giọng nhìn đám cướp trước mặt nói ai chết còn chưa biết đâu diệp hàn dùng dao múa vài đường cơ bản nhanh như chớp liền hạ gục tất cả đám đàn em của tên cướp nam cung tử huân nhìn dáng vẻ bá khí của diệp hàn nhị không được kinh ngạc đưa tay che miệng hâm mộ nghĩ lợi lợi hại quá nhận thấy tính thế cấp bách không được khả thi cho lắm tên cứng tóc nâu vội kéo nam cung tử huân về phía mình bắt làm con tim rồi một tay xít chặt cổ cô tay một tay cầm dao đe dọa uy hiếp diệp hàn mỉm cười cất lời khen thủ đoạn của các người không tồi thế mà có thể mang được vũ khí lên máy bay diệp hàn cầm con dao trên tay lăm le bước về phía hắn tên cướp tóc vàng nhanh chóng đã khuất phục đầu hàng hắn vứt dao xuống sàn rồi khuỵ gối xuống đất mặt mày tái mép lại toàn thân run rẩy sợ đến nỗi đái cả ra quần hắn lắp bắp cầu xin đại đại ca xin anh đừng giết tôi đột nhiên một đám nam nhân lúc nãy còn ngồi im re không dám ho he lời nào bắt đầu ùa lên mặt bọn họ đằm đầm sắc khí hét lớn xông lên tiêu diệt tên phế vật này bọn họ lao vào đánh đấm túi bụi tên cướp tóc nâu khiến hắn gào thét và nài trong đau đớn các đại ca tôi đầu hàng đừng đánh nữa bốn năm thanh niên không thèm để ý tiếp tục hành hung tên cướp tóc nâu chân tay đá bông bốp vào người hắn vì động đến ai nữ trong lòng họ xem ngươi còn dám cướp trên máy bay nữa không nhất định phải chế ngự hắn đánh chết tên gia hỏa này dám bắt nạt nữ thần nam cung tử huân của ta diệp hàn đứng ở một bên đứng xem cảnh này mà cạn lời anh ngán ngẩm nói vừa nay các người không dám ho he tiếng nào bây giờ thấy tôi chế ngự được tên cướp này rồi thì các người lại đồng loạt ra tay thế rồi anh trở về chỗ ngồi vắt vẻo hai chân vào nhau trông đầy thoải mái vị nữ minh tinh nam cung tử huân rón rén bước đến cạnh anh rồi e thẹn nói xin xin chào vừa nãy thực sự cảm ơn anh. Diệp Hàn gãi đầu quay sang bên khác nhìn, lạnh lùng đáp lời, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Trước thái độ hơi hợt của Diệp Hàn, Nam Cung Tử Huân tỏ ra vô cùng tò mò về nam chính của chúng ta, cô vuốt cảm suy nghĩ. Những người đàn ông bình thường nhìn thấy mình đều không thể rời mắt, nhưng người đàn ông này rất đặc biệt. Cô đâu nào biết, Diệp Hàn cũng đang bấn loạn vô cùng, anh cố gắng gồng mình không làm điều có lỗi với bạn gái đang ở nhà. Mặt cậu đỏ ửng lên như sắp xịt máu mũi ra đến nơi rồi, anh chấn chỉnh bản thân mình, không được, ta đã đồng ý với Doãn Nhi, không được nói chuyện cùng những người con gái khác. Tiếng bước chân cồng cộc cổ của đoàn người đang dần tiến đến chỗ anh. Diệp Hàn liếc mắt sang trái nhìn rồi hửng một tiếng. Nam thanh niên mặc áo vest đen vừa thị tẩm cho tên cướp tóc nâu vài trận, họ đứng bao quanh Nam cung Tử Huân, ngước nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự dại gái. Tên đầu đinh tóc đỏ hí hửng kể công, "Nam cung tiểu thư, tên cướp đó đã bị chúng tôi chế ngự rồi." Tên tóc nâu vuốt màu gà cũng tự tin nói, "Nam cung tiểu thư, cô không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ cô." Tên tóc xanh cười tít mắt cũng tiếp lời, "Nam cung tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô." Diệp Hàn ngồi trên ghế mà tức anh ách trong lòng, rõ ràng là lúc đầu bọn họ cung cút nghe theo tên cướp không dám ho he gì mà giờ lại nhận công về mình. Anh ấm ức trong lòng, đệt, đám người mặt dày vô liêm sỉ này, rõ ràng là ta mới là người đánh bại đám cướp đó. Nam Cung tử Huân vẻ mặt vô cùng bối rối, cô xua tay cất lời nói, mong các anh rời khỏi đây, tôi cần yên tĩnh. Đám người này vẫn mặt dày vẫn tiếp tục cười nói, nhưng, Nam Cung tiểu thư, chúng tôi, ánh mắt bọn họ nhìn nữ minh tinh trông thật sở khanh. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, các anh quay lại ghế ngồi của mình đi, nam thanh niên quay đầu lại nhìn vẻ mặt biến đổi hoàn toàn trông ai cũng khó đam đam nữ tiếp viên quần áo sộc sệt rách dưới đầu tóc bù xù bước vào khoang trông thật đáng thương đám người đứng vây quanh nam cung tử huân nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ tên tóc nâu nhăn nhó mặt mày nói nữ tiếp viên xấu xí như cô dựa vào cái gì mà ra lệnh cho chúng tôi tên tóc xanh đứng bên cạnh cũng đồng tình đúng đấy nếu như không phải có bọn tôi chế ngự được đảm cướp đó cô e là đã bị những kẻ đó cưỡng bức rồi bớt quản chuyện ở đây đi nghe vậy khắp người nữ tiếp viên toát ra một luồng hỏa khí dày đặc hai mắt cô đỏ ngầu hét lớn vào mặt đám người vô liêm sỉ này câm hết miệng cho tôi tôi làm tiếp viên hàng không đã nhiều năm nhưng chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ như các anh đám cướp vừa nãy rõ ràng là do diệp tiên sinh ra tay chế ngự chúng các người có tư cách gì ở đây diễu võ dương ngoài cô chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà chửi tiếp vừa nãy lúc đám cướp đó cướp của trên máy bay tại sao không thấy các người ra tay đợi tới khi tên thủ lĩnh của đám cướp bị đánh bại các người lại chạy ra giả vỡ mình là anh hùng các người cũng chẳng khác gì đám cướp đó đâu nghe những lời chửi này mà admin thấy hả lòng hả dạ vô cùng nam thanh niên bị chửi tới tấp lúc này tức xì khói đầu ra bọn chúng làm vẻ oan ức lắm tiếp tục chỉ trỏ đấu khẩu với nữ tiếp viên diệp hàn ngồi trên ghế mà cũng cảm thấy ấm lòng anh để tay lên cầm vẻ mặt đầy hài lòng nói cô gái này không tồi sau vài tiếng đồng hồ không mấy êm ả xuân sẻ thì máy bay cánh hạ cánh xuống sân bay nam cung tử huân kéo chiếc vali lẽo đẽo đuổi theo sau diệp hàn lớn tiếng gọi với lại ê ê này tôi còn chưa biết tên anh diệp hàn nhanh chóng rảo bước đi vẻ mặt cũng vô cùng khó xử anh thầm nghĩ trong lòng sắp được gặp doãn nhi rồi lúc này không thể bị người khác phát hiện có cô gái khác cũng cảm thấy mến mộ ta. Cô tiếp viên hàng không lúc này cũng đang mơ mộng về nam chính của chúng ta, cảm ơn anh, Diệp tiên sinh. Doãn Nhi đeo một chiếc kính dâm, đứng dựa lưng vào chiếc ô tô chờ sẵn Diệp Hàn ở bên ngoài sân bay, vừa nhìn thấy cô, Diệp Hàn đã mừng rỡ lớn tiếng gọi, "Doãn Nhi." Doãn Nhi cũng vui mừng vô cùng, tháo kính xuống gọi tên anh, "Diệp Hàn." Thế rồi hai người lao thẳng về phía nhau, ôm chầm lấy nhau. Diệp Hàn nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối rồi dịu dàng nói, "Doãn Nhi, anh nhớ em chết mất." Doãn Nhi cũng đáp lời, em cũng rất nhớ anh. Diệp Hàn nhanh chóng trao cho cô một nụ hôn sau bao ngày xa cách, khiến Doãn Nhi giật mình đỏ ửng cả mặt. Mặc kệ người người đi lại, hai người vẫn ôm eo, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Gương mặt Doãn Nhi ửng hồng lên khẽ mở đường cho anh, "Ông, ông nội em tối nay không có nhà." Diệp Hàn nghe xong đứng hình mất 5 giây, anh nghi ngờ hỏi lại, "Hả?" Doãn Nhi ôm mặt chạy đi, có lẽ là vì quá xấu hổ. Diệp Hàn ngước mặt lên trời, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, miệng cười tủm tỉm không ngớt, vui thầm trong lòng. Đây là, Doãn Nhi, Doãn Nhi muốn ta tối nay tới tìm cô ấy ư? Xe ô tô dừng chân trước nhà của Diệp Hàn. Diệp Hàn bước xuống xe, thấy Doãn Nhi vẫn ngồi trên xe, anh cất tiếng hỏi, "Doãn Nhi, em không vào sao?" Doãn Nhi kéo chiếc kính dâm xuống rồi nhắc nhở anh chuyện vừa rồi, "Em, anh, anh đừng quên chuyện tối nay nhé." Nói rồi cô ga xe phóng một mạch thẳng tiến về phía trước, còn chưa chào tạm biệt Diệp Hàn hay gì, chắc do xấu hổ đây mà. Diệp Hàn cười lớn không ngậm nổi miệng, vẻ mặt đầy mãn nguyện mong chờ đêm nay, anh lớn tiếng nói, "Tối nay, he he, anh nhất định sẽ giữ thể lực thật tốt để dành cho đêm này. Diệp Hàn dùng hai tay đẩy cửa đại gia, rồi lớn tiếng nói, em về rồi đây. Tưởng rằng chị gái sẽ tay bắt mặt mừng chạy ra, nhưng không có một ai cả. Diệp Hàn chết lặng, cứng đơ người nói, ừ, tại sao lại yên áng quá vậy? Lúc này xuất hiện tiếng quốc cộc cộc bước ra, thì ra đó là hỏa phượng. Cô cất tiếng nói, chị của anh đã được Khuynh Thành dẫn tới bên bờ sông để luyện võ rồi. Diệp Hàn ngạc nhiên hỏi lại, ừ, Khuynh Thành dạy võ cho chị tôi ư? Hỏa Phượng chỉ tay vào mặt mà chấn chỉnh lại thái độ của Diệp Hàn, anh tuyệt đối đừng xem thường cô nhóc mà anh đã nhận nuôi bản thân cô nhóc tuy không biết tu luyện nhưng dưới sự chỉ điểm của cô bé chị của anh đã đạt tới luyện khí sơ kỳ rồi đấy diệp hàn kinh ngạc nói cái gì cơ vẻ mặt anh đầy băn khoăn ngập ngừng nói chuyện chuyện này hỏa phượng quay lưng bước đi vừa đi vừa nói đừng đứng ngây ngốc ra đó nữa vào trong nhà đi nghe câu nói này của hỏa phượng anh tức ói máu không biết ai mới là chủ của căn nhà này diệp hàn bức bối trong lòng đệt đây là nhà của tôi cô làm ra vẻ như cô là nữ chủ nhân ngôi nhà vậy Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ, Diệp Hàn ngồi chống tay lên bàn ở ngoài phòng khách, hai mắt anh thâm quầng lại, cứ ngồi ngắm cái đồng hồ mãi, ngóng đến tối để có thể tòm tem cùng Doãn Nhi bên nhà nàng. Anh chán nản trong lòng, mới 3 giờ chiều, từ đây đến tối vẫn còn rất dài, có tiếng báo thức vang lên, anh mở mắt ra nhìn đồng hồ, tinh tong, bây giờ mới đến 6 giờ chiều. Diệp Hàn đập tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng hào hứng mong chờ, anh tự nhủ, bây là 6 giờ chiều, sắp tới tối rồi, ta cuối cùng có thể xuất phát tới tìm Doãn Nhi rồi. Thế rồi anh tốc biến, chạy một mạch thẳng cánh cò bay ra khỏi nhà. Cùng lúc này, Hỏa Phượng cũng bưng đĩa hoa quả lên cho anh giải khát, cô cất tiếng, "Diệp Hàn." Chưa kịp nói hết câu thì bóng người Diệp Hàn lướt qua nhanh như cơn gió. Cô cho miếng dưa hấu vào miệng rồi tự hỏi, anh ta gấp gấp vội và đi đâu vậy, không phải nói muốn ở trong phòng đợi chị gái về sao? Diệp Hàn cưỡi chiếc xe mạch xe đẹp phóng như bay trên đường phố, đến trước cổng nhà Doãn Nhi anh vội cua gấp, rồi phanh xe dùng lại. Đẩy cửa xe, chạy một mạch vào nhà cô, vừa chạy vừa nói, "Doãn Nhi, anh tới đây." không cần ấn chuông báo hiệu hiệu mở cửa gì, anh nhảy một phát vào cổng nhà con gái nhà người ta. Diệp Hàn lẻn lên tầng 2, đứng trước cửa phòng Doãn Nhi, anh khẽ nói, "Đến rồi." Mồ hôi nhễ nhãi, nhãi, miệng thở hồng hộc. Diệp Hàn đứng chỉnh đốn lại đầu tóc, quần áo, anh thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy Doãn Nhi nhất định không được kích động, phải thật bình tĩnh.